Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hà. Hiện tại mình đang là một du học sinh tại trường đại học IPU Nhật Bản. Đây sẽ là vlog đầu tiên trên channel của mình, chia sẻ về cuộc sống của một du học sinh tại Nhật Bản. Các bạn hãy cùng theo chân mình dõi xem mình sẽ đi tới đâu và làm những gì nhé. Đầu luôn. Mình là Builder mà. Đấy là phong cách. Đấy mới là chất chơi người rơi. Quá giàu luôn. Mình là Builder mà. Đấy là phong cách. Đấy mới là chất chơi người rơi. Thank you.
Còn đây là trường đoàn của chúng tớ. Chí Dũng, vâng, bạn Chí Dũng. Lên chụp ảnh các bạn tương chết. Đây, đây, đây nào. Chụp ảnh cả đoàn. Thank you.
chào tất cả các bạn. Vâng, đây chính là vlog ăn sáng của sinh viên đại học IPU. Giữa nơi rừng sâu núi thẳm thì chúng mình đã ăn bánh mì và uống sữa không được. Vâng, rất là không được. Rất là heo thì. Vâng, rất là heo thì. Đấy. Đây, đây là ký túc xá của trường mình. Vâng, còn đây là view từ ký túc xá ra. Không chỉ gì, chỉ có một như thế hay thì hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Mình sẽ quay trở lại với rất nhiều video nữa. Nếu có ý kiến gì thì hãy comment và liên hệ với mình qua Facebook hoặc Insta của mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.